không? Bye.
Sớm không xuống lưỡi
cũng sợ sai này kia gì. Đúng không? Không. Cũng sợ ba mẹ sai này kia, cũng nên là nằm nướng cho xuống. Có lần con nghỉ 5 giờ mà lúc đó bạn bị bệnh viện mà lúc đó là con nằm giỡn, nằm tới 7 giờ mới xuống. Nằm tới 7 giờ mới xuống nhưng mà cái cuối cùng... Nè bưng đĩa hả? Hả chứ? Đi kì kì mà. Đúng rồi mẹ ơi. Nó tắt ừ, cái gì cho mấy đồ kìa. Bơ cái đó cái lỗ. Cái bạn như thế. Giá mời là làm. Để cái cháu thôi. Không phải là làm mà là cái bếp được nè. Nó nhỏ xuống. Cái mùi gì á. Nó mồ quá không. Ừ. Ừ. Mấy cái gì mấy ơi. Tại do cái bếp mình nóng quá. Bất cứ lại sao lấy thêm bơ nữa. Thôi nhiều mơ rồi. Cái đó là nhỏ tắt luôn rồi. Cái đó là tắt luôn rồi. Cái đi tắt đi. Này đóng hả? Rút ra rồi. Mình dặn lại gì tới đâu tắt rồi. Thì dặn tắt rồi. Ở đây được cho được mà. Mà nó nóng quá nóng bên đây. Chuyển qua luôn, chuyển nhiệt qua luôn. Đây bắt đầu nhiệt. Tại đây cái dĩa này đi sắt rồi. Nóng. Nóng nóng không? Nãy con đụng vô phỏng luôn á. Lấy đi. Hồi nó bể hay sao? Nó bể, mẹ nóng mà mẹ bể. Có bể mẹ không? Nhân dĩa này là dễ hả? Nguyên nhân. Nhưng mà để gì đang nó nóng lên cái đó. Không, con cứ coi sao chị bể không? Lên nút treo thôi. Con mới làm hai bên cho nhiều giờ ăn nhanh. Bên ra bên đây ha, không tới đâu thấm. Cái nhánh thổi là không chịu lấy được.
cúng. Rồi gấp bỏ cúng. Mở lẩu vô luôn.
Đây mới có lẩu. Con mấy em qua chỗ bà. Không lẽ tao gấp nữa bỏ tay em qua cho em ngồi nè. Em qua đây nè. Em qua đây mẹ ngồi mày đứng chưa? Gấp bỏ đều bỏ tay trắng đi. Gấp nữa bỏ tay. Kêu lấy tờ giấy để cái này lên nó để lấy tờ giấy em. Ừ. Lấy tờ giấy đi gấp. Vậy để em mà lấy coi. Mình đang chơi chứ mà thôi khỏi rồi. Dạ. Thôi để tao ăn xong cái mày cứu hồi là không biết gì hết á. Đang để đâu mà. Dơ cho mình miếng xuống cái dài. Cho mình miếng xuống cái dài. Chấm đi. Ở trên rồi chén khác rồi được. Thank you.